tò mò về cuộc sống của những người mà kết hôn sớm thì nó như thế nào. Đó chính là lý do tại sao mà ngày hôm nay chúng ta sẽ đón tiếp một cặp đôi vô cùng đặc biệt, đó là Thu Quỳnh và Tùng Anh. À, xin chào hai bạn đã đến với chương trình của mình ngày hôm nay. Và xin rất là tò mò tiếp cho hai bạn tự giới thiệu bản thân mình trước đi nhỉ. Em là Thu Quỳnh, năm nay em 22 tuổi, em đang làm make up. Em là Tùng Anh, năm nay em 26 tuổi. Thì hiện giờ em đang kinh doanh cho nhà vợ em luôn. Ôi, wow. Hay kinh doanh về mặt hàng gì vậy? Thuốc lào ạ? À? Thuốc lào ạ? Thuốc lào ạ? Thuốc lào ạ? Nhưng mà bạn có phải nhà nào cũng có thuốc lào không? À đúng rồi, em cũng là một lào thủ. À đúng rồi, em cũng là một lào thủ. À được đấy, được đấy. Chia sẻ là bạn gặp nhau như thế nào? Mấy lần đầu tiên gặp vợ em thì em cũng thật ra là em cũng không có ấn tượng gì mấy, bởi vì là hôm đấy là em cũng chỉ được rủ đi theo gọi là bạn của bạn thôi, chứ em cũng không hẳn là chơi với cả cái hội đấy. Thực tế là em không biết ai trong hội đấy cả, em chỉ biết một người thôi. Nhưng mà lên đấy thì có cô bé này, cô lại cứ cũng hơi say say gì đó, ngà ngà mình. Thì mình lúc đấy mình đang cô đơn thì mình không có lý do gì để mình né tránh nữa cả. Thế cho mình hỏi một chút nha, lúc mà hai người mới gặp nhau lần đầu tiên thì lúc đấy cả hai bạn đều đang độc thân à? Chào em là một tình đầu. Okay. Một tình đầu luôn. Với Tùng Anh thì sao? Trải qua rất nhiều mối tình. Thực ra thì cũng không nhiều lắm, nhưng mà em thì là một người khá là trung thủy. Dù ít nhưng mà nói chung là tất cả các cuộc tình của em nó đều tính bằng năm, chứ nó không tính bằng tháng. Có vẻ hơi quá ngược lại với mình nhỉ. Thì mình rất là tò mò nhá, bởi vì trên quán bar thì kiểu gì cũng sẽ có rất là nhiều hot girl này, cũng sẽ có rất là nhiều hot boy, thì ai là người kiểu chủ động làm quen trước? Vợ em thì thật ra tính vợ em rất là sôi nổi hơn em và mạnh mẽ hơn em đấy, cho nên là bạn ấy đã chủ động với em trước. Hôm đấy một người say và một người thì cũng ngà ngà, thì có xảy ra điều gì không? Ví dụ như là một hôm đầu tiên chẳng hạn. Hôm đấy một tiệm biến lớp khác là lúc sau bọn em đi ra khỏi quán thì em lại tỉnh như sao. Sao em còn không biết chồng em đứng đâu. Em chỉ quan tâm bạn em thì thôi, bạn em là kiểu say quá. Thế là em chỉ quan tâm cả lũ bạn em ấy. Chồng em cứ đứng đây một mình thôi. Chồng em còn cái con này vừa dựa mình xong rồi đây nó coi như không quen biết. Chị muốn biết là sự kiện nào đã xảy ra để hai người quyết định đến với nhau? Hai đứa cũng có một buổi nói chuyện rất là nghiêm túc với nhau thì mới dẫn đến là quyết định yêu nhau, chứ cũng không phải kiểu là nhanh nhanh thôi. Tức là bọn em quyết định yêu nhau bằng tin nhắn. Thế sau đấy thì có lao đến gặp nhau luôn không? Hay là vẫn phải chờ đến hôm sau? Nhắn tin buổi đêm ạ. Đấy là tầm 3 giờ sáng rồi. Thì hôm sau 7 giờ đã gặp nhau rồi. Ôi trời ơi. Sao phải chờ đến 7 giờ? Chờ đến 7 giờ là quá nhẫn nại rồi. Wow. 7 giờ sáng gặp nhau không có làm gì không? Đi ăn sáng. Đi ăn không? Nói là gì? Chắc là phải 2 hôm sau này. 2 hôm sau mới hôn nhau thôi chứ. Kiểu rất hay để nha em ăn uống tụ tập. Thì hôm đấy là bạn bè ăn uống xong thì cả lũ cứ ngồi tầng 2 thôi. Thì hai vợ chồng thì lại lên tầng 3 phòng em. Thì chồng em lại một người rất là nhu nhã. Thì hôm đấy hai vợ chồng lên phòng thì tự nhiên hôn nhau thôi, nhưng mà cũng nụ hôn đấy nó cũng ngắn thôi, nó cũng không được kéo dài. Sau nụ hôn đấy thì mới kéo dài hơn. Tức là nụ hôn thứ nhất gọi là đến nụ hôn thứ hai này, nụ hôn thứ ba là nó tăng thời gian lên theo tập số nhân, chứ nó không phải là mà nó tăng lên rất là nhanh. Cái khoảng thời gian nó kéo rất là dài. Cái này rất là dễ thương luôn ha. Thế cái nụ hôn đầu tiên ý thì là ai kéo ai vào? Chân này. Ok. Đấy, bây giờ bắt đầu chủ động rồi đúng không? Bởi vì thật ra là mình khi mà mình đã yêu nhau rồi thì em nghĩ là đàn ông nên chủ động. Sau khi nụ hôn đầu tiên này, xong bắt đầu đến quá trình tiếp theo thì nói như thế nào? Cái lần đầu tiên rất là buồn cười. Ok, kể lại xem nào. Hai vợ chồng lên phòng xong rồi bắt đầu hành trình diễn ra. Thì đến để anh kể cho bạn. Kể đi. Được. Thế thì hôm đấy cũng rất là tình cờ đấy. Thành ra là em cũng không chuẩn bị gì cả. Đến lúc mà bạn ấy chắc bạn ấy cũng ngại, nhưng mà đến lúc lâm trận rồi thì bạn ấy bảo là ơ anh ơi thiếu áo mưa. Thế là bạn ấy bắt em đi lộn đi mua, và thực tế trong hôm đấy em lại không mang tiền. Thế là em đi ra và lại đi về. Giả vờ đi. Có mặt buồn một tí thì, nhưng mà cuối cùng thì bạn ấy cũng gật đầu. Được. Thế à, buổi đầu tiên bắt đầu từ đấy.
Buổi đầu tiên chắc là sau khi yêu 7 ngày. Sau hôm đấy thì em về em cũng có văn vở với lại cả người yêu của em bảo là em bé à, thực ra thì lần đầu cho nên là anh cũng muốn mọi việc nó được trọn vẹn. Nhưng mà anh hứa là lần sau anh sẽ không như thế nữa. Nhưng mà kể từ lần đấy thì lời hứa chưa được thực hiện cho đến tận bây giờ. Năm. Vâng, cũng giữ được một năm, rất là may mắn. Gặp một năm, nói giỏi bạn này có kỹ thuật rất cao. Wow. Ok, hai bạn đã gọi là yêu nhau được bao nhiêu lâu mới quyết định cưới? Bọn em yêu nhau được khoảng tầm gần năm. Gần một năm. Thì chồng em lại cứ bắt hai bên gia đình gặp nhau. Em muốn cái sự đi lại giữa em và người yêu em nó được thoải mái hơn và cũng được tin tưởng hơn. Cho nên là em muốn hai bên gia đình là gặp nhau. Thế nhưng mà cũng rất là tình cờ mà là chỉ sau một tháng thôi là vợ em có bầu ngay. Gặp nhau cái một tháng sau khi gặp nhau mà trong cái lúc mà gặp nhau đấy là bọn em chưa hề biết là vợ em đã có bầu. Thế lúc mà bạn biết là bạn ấy có bầu thì cái cảm xúc của bạn ban đầu là như thế nào? Bạn ấy có chụp cho em một cái ảnh cái que đấy. Và em đã phải tạt xe vào vỉa hè và em đã phải khóc mất 15 phút. Giống mình quá. Mình cũng phải cười, mình cũng phải khóc này. Thế nhưng mà em bắt đầu biết là em có bầu từ lúc nào? Đúng hôm đấy là 30/4/5, chồng em đèo cả nhà chồng đi chơi. Thì em thông báo cho chồng em. Thì lúc mà em biết cả em thông báo cho chồng em luôn. Thế thì cái việc cầu hôn hoặc là cái việc quyết định đi đến hôn nhân nó diễn ra như thế nào? Quyết định hôn nhân. Câu chuyện. Quyết định hôn nhân thì vợ em không có buổi cầu hôn, chỉ có hai vợ chồng ngồi nói chuyện với nhau thôi. Lại nói chuyện một cách nghiêm túc đúng không? Được cái là em thì tính em là như thế nào được, nhưng mà chồng em thì trước khi vào một cái gì đấy lại cũng sẽ có một cái buổi nói chuyện. Thế là hai vợ chồng ngồi nói chuyện với nhau một buổi, xong rồi về quyết định là hôm nào nói chuyện với bố mẹ thôi. Thật ra là hai bên bố mẹ thì có gặp nhau đúng một lần rồi, nhưng mà bọn em thì xác định cưới thôi, chứ còn bố mẹ thì cũng không nghĩ là cái chuyện cưới xin nó lại đến nhanh như thế. Em về thì bao giờ em cũng suy nghĩ là em sẽ xin phép mẹ em trước, bởi vì mình là nhà trai, bao giờ mình cũng phải chủ động. Thì mẹ em thì làm cô giáo mà, thành âm ra là không phải là cứ nhanh nói quá hay gì. Là nói cái gì là được, mà nhiều khi nói chuyện với mẹ em nó cũng rất là khó ấy. Bà ấy thì tâm lý thôi, nhưng mà không phải là mình nói dù sao cũng phải nắn nót một chút. Thì hôm đấy em đã chuẩn bị sẵn rồi, là vợ em đi khám thai về thì em mới có một cái tờ giấy siêu âm đấy, thì em gói trong mối hộp quà. Và đêm hôm đấy em về em nói với mẹ em kể lại là em có hỏi mẹ em là thế ngày xưa thì từ lúc con sinh ra đến bây giờ cái khoảnh khắc nào mà mẹ cảm thấy là hạnh phúc nhất với con, thì mẹ em có nói là lần đầu tiên mẹ nhìn thấy con, còn bây giờ càng ngày càng nhớ. Thế là em cũng nói là em bảo là vậy thì con cũng sắp sửa được trải nghiệm cái cảm giác đấy giống như mẹ. Sau cái hôm em nói mẹ em ấy, thì đến tối hôm sau em gặp bố vợ em luôn. Em gặp luôn. Và hôm đấy thì ông ấy đang xem đá bóng. Thì lúc ấy còn là 5 phút nữa hai vợ chồng đến ngồi đằng sau đúng cái ghế đúng như thế này. Thì ông ngồi đằng trước đây, TV ở phía đằng kia. Thì ông có ngồi xem được khoảng tầm 5 phút, hai vợ chồng cứ đợi cứ như là 5 năm ấy. Lâu ơi là lâu. Thế xong rồi lúc sau bố vợ quay lại thì em cũng nói, em bảo là bố ơi con, bác ơi con nghĩ là chắc là bọn con sẽ phải làm sớm hơn kế hoạch. Thì bố em rất là bất ngờ, bố em trả lời: ơi thôi con cưới luôn đi, bởi vì sắp hè rồi không còn nóng lắm. Thậm chí là ông còn không hỏi là ông ấy không biết con lý do như thế nào luôn. Tức là bố mẹ em hoàn toàn không có vấn đề gì quan ngại với việc là em còn rất trẻ, mới 19 tuổi đúng không? Không, bởi vì thực tế là bố mẹ vợ em cũng, bố vợ em thì lớn tuổi, còn mẹ vợ em thì lại ít tuổi. Trẻ quá. Cái ngày đầu tiên sau khi đã hợp tác hóa thì hai em cảm thấy như là nó còn... Thật ra thì hôm đấy về ngủ thì mình mệt quá, mình ngủ mình cũng không biết gì, nhưng sáng hôm sau tự dưng thấy nó trong trẻo hơn. Tự dưng trẻo hơn, nhẹ nhàng hơn. Cái cảm giác đấy của mình cũng chắc là không bao giờ quên được cái ngày hôm sau đấy. Để bên chương trình các em có sẵn sàng cởi mở và chia sẻ những cái bí mật nếu có không? Có chứ ạ. Ok. Rồi nha, bây giờ câu hỏi đầu tiên nha. Trong khi yêu đối phương, tôi đã từng rung động với một người khác. Ui, chưa bao giờ luôn.
Bởi vì một người thì là mối tình đầu tiên, còn một người thì là tự nhận mình rất là trung thủy, không có gì bất ngờ cả. Wow. Bởi vì là một cô bé này lại còn nhà lại còn bán thuốc lào nữa. Anh này là đã say là một câu hỏi mà đến từ một người phụ nữ nhá. Chị thấy các chị em ở trong các group ấy luôn luôn truyền tai nhau một câu, đó là không có người đàn ông trung thủy mà chỉ có người đàn ông mà ngoại tình nhưng chưa bị phát hiện. Thế thì theo em nghĩ sao về câu nói này? Thật ra thì em cũng nghe về người ta nói về cái vấn đề này nhiều, nhưng mà với em thì cái quan điểm của em về cặp bồ thì em nghĩ là chắc sẽ không bao giờ có. Bởi vì thực tế là như mình muốn vợ mình, không có một thằng đàn ông nào, kể cả là thằng đàn ông cặp bồ, cũng không bao giờ muốn vợ mình đi cặp bồ, đúng không ạ? Chính xác. Đấy, và em muốn điều đấy, cho nên là trước tiên em sẽ gương mẫu trước. Chính xác. Đấy. Thế là cái quan đẹp quá rồi đấy. Ôi, em rất là may mắn là anh không bị ấy đấy. Chị tin là mẹ em là một giáo viên, thì mẹ em mà như chị được biết em là con một nữa, cho nên là chị tin chắc chắn rằng là mẹ em đã có cách để mà rèn luyện em trở thành một người đàn ông mà là một chỗ dựa đáng tin cậy cho người phụ nữ, nhất là đầu tiên là cho mẹ và sau đó là cho vợ. Quỳnh có cảm thấy như thế không? Phải chắc chắn là như thế thì em mới chọn Tùng Anh làm chồng, đúng không? Có một cái mà mình rất là tò mò nhá. Từ nãy đến giờ là Tùng Anh chỉ kể về mẹ thôi, không biết là cái này nó có ok đấy, thì chỉ nhắc về mẹ, còn bố thì mình chưa nghe Tùng Anh nhắc về bố cả. Cái đấy cũng là một cái mà làm cho em ban đầu em khó gần với vợ em hơn những người khác, cũng không được mở lòng như những người đàn ông khác. Có thể là những người đàn ông khác thì người ta đến với cả bạn gái người ta dễ dàng lắm, nhưng em thì phải hết cái nọ đến cái kia, cũng là vì một phần tác động từ ngày bé. Bố mẹ em thì không ở với nhau, bố mẹ em ly hôn từ năm em học lớp 3. Wow. Và mẹ em cứ nuôi em ở vậy cho đến tận năm em học cấp 3 thì mẹ em mới đi bước nữa. Thì nó cũng là một cái để vì em không có bố là một cái thiếu sót của gia đình, cho nên là em rất mong là con em nó không được như thế. Cho nên em rất cẩn thận trong cái việc chọn người yêu và chọn vợ. Wow, thế là bây giờ là mẹ đã có bước nữa, cả hai bên đều có bước nữa. Tức là cả bố mẹ em đều có mỗi người hai người đi hai bước riêng. Bây giờ sẽ là một câu hỏi khá là nguy hiểm này, vì nó không chỉ ở giữa hai vợ chồng, nó còn động chạm tới những người khác nữa. Rồi, câu hỏi số 2 nhá. Sẵn sàng chưa? Rồi ạ. Ok. Tôi đã từng rất không thoải mái với gia đình vợ hoặc chồng của mình. Cả hai bạn luôn. Có chứ ạ, làm sao em tránh được ạ. Vậy thì sẽ có vấn đề mẹ chồng nàng dâu là vấn đề khá là nổi cộm, đúng không? Thực ra là những cái lên không thoải mái đối với em nó cũng rất là nhẹ nhàng, nó không có gì gọi là nặng nề quá. Chẳng qua là tính em thì em không thích lúc đấy thôi, 30 phút sau em quên luôn mà. Thì có những ví dụ như kiểu mình thì gia đình em rất là thoải mái về việc đi chơi ạ. Còn về nhà chồng thì phải ăn cơm ở nhà nhiều này, phải nấu cơm hàng ngày này, đi chơi đi ăn hàng ít thôi này, đi chơi nhớ về sớm này. Thì tính em từ hồi xưa là một con, thực ra bây giờ vẫn thế, vẫn là một con hơi ham chơi tí. Thì lâu lâu bị nhắc thì mình cũng thì thôi nhắc thì nhắc, không thích thì cũng kệ. Thì không thích lúc đấy thôi. Tức là cái sự không thoải mái của em nó chỉ dừng lại ở cái tính thời điểm, và em dường như là em chấp nhận những điều đó, nó như là một lẽ thường tình của cuộc sống vợ chồng, đúng không? Thế vừa nãy chị có nhìn thấy ở em một cái chữ O tròn. Tức là em có những cái điều không hài lòng với gia đình vợ. Chính xác. Ông bà hai bên đều rất là tốt, đều lo cho con, cho cái. Nhưng mà về bên phía nhà vợ em thì vì là họ làm kinh doanh ấy, cho nên là có thể là cách mà khi mà người ta nói chuyện với mình nó cũng không được khéo léo như là mẹ em chẳng hạn này, hoặc là người ta quan tâm mình đấy, đúng một kiểu như là quen nghe ngọt ngào ấy. Như vợ em thì có thể vợ em không nghĩ nhiều đâu, nhưng mà khi mà em bị bố mẹ vợ em nói về một vấn đề gì đấy thì em lại để bụng. Ôi, ôi, ôi. Cái này CJ sẽ rất là đồng cảm này. bởi vì bố mẹ của anh CJ cũng là giáo viên. Đúng rồi. Và nói chuyện mẹ, khéo mẹ, ấy. Mẹ. Đúng rồi. Và nói chuyện rất là ngọt ngào, rất tình cảm, rất khéo léo. Nhưng mà bố chị thì lại là viên chức nhà nước, cán bộ nhà nước.
và nhiều khi thì cụ cũng kiểu rất là hay mắng mỏ, hay nặng lời. Và giây lần nào kiểu chị cảm thấy rất là cố gắng, cảm thấy rất là cố gắng để đúng rồi, chịu đựng mà không làm ảnh hưởng đến những mối quan hệ khác. Bây giờ mình sẽ sang câu nguy hiểm số 3. Ok, các bạn đã sẵn sàng chưa? Rồi, tôi từng bị người thân phản đối mối quan hệ này. Ôi, một mối quan hệ rất là êm đềm và suôn sẻ. Không có người thân nào, kể cả bạn bè, mà nói rằng là, ui, mày lấy con này à? À không, có nhá, chồng em là có nhá. Hồi xưa chồng em có chơi thân với một số em gái. Thì lúc đầu thì rất là kích. Lúc đầu rất là kích cho hai đứa vào. Sau khi mà hai đứa yêu nhau rồi thì chồng em lại kiểu, khi mà có người yêu tất nhiên mình sẽ quan tâm người yêu mình hơn, dành thời gian cho người yêu là chủ yếu. Thì tự nhiên em gái bị hận. Em gái lại hơi bị tách ra. Hơi chờ chút phản đối như thế chỉ là câu chuyện vui thôi. Ok. Nghĩa là trong mối quan hệ nào nó cũng sẽ có một hai cái chuyện nhỏ nhỏ như vậy đó. Bởi vì thật ra không phải chỉ có trong tình yêu mà là trong tình bạn. Nó cũng có một cái sự sở hữu nào đó. Chính xác. Và khi mà mình quý một ai đó và sau đó người ta không dành nhiều thời gian cho mình nữa thì mình sẽ cảm thấy rất là buồn và đôi khi mình sẽ có tâm lý là đổ lỗi cho cái người thứ ba. Ok, câu hỏi số 4 này. Sẵn sàng chưa? Các em cầm sẵn bản lên đi. Tôi đã từng thất vọng về đối phương sau hôn nhân. Em cũng thế. Thôi có hết đi. có hết thì phải như này đi. Đâu, có đây rồi. Tôi từng là về chuyện gì, kể nó xem nào, ok. Thực ra nếu mà cái sự thất vọng của em thì nó cũng không phải là to lớn gì. Vì lúc yêu nó là thế thôi chứ không phải lề mề. Rất lề mề. Hồi thằng đàn ông nào chả thế. Ví dụ như kiểu mọi người cứ nghĩ là con trai phải đợi con gái trong các cuộc đi chơi. Nhưng mà hầu như là em sẽ là người đợi chồng em phải đợi chị hiểu lâu. Chị hiểu lắm. Nhưng mà không hiểu làm gì. Nhưng mà không hiểu làm gì trong cái căn phòng với cái lăng con lăng quanh thôi. Thế em có giải pháp gì cho cái nỗi thất vọng của mình không? Nên hồi đầu dục. Thì dục hồi đầu thì còn dục. Bây giờ kiểu em còn căng thẳng giờ. Lúc mới yêu ấy ạ, em biết là ông này là hẹn nhau 8 giờ 10 giờ đấy nha hạ. Là ví dụ bình thường mấy buổi đầu em đi chơi thì em cũng 8 giờ em xong xuôi hết rồi. Em ngồi đợi ông 12 tiếng. Nhưng mà khoảng tầm sau lần 2-3 lần đi chơi. Sau 2-3 lần đi chơi rút kinh nghiệm ấy. Dùng ai thích ở kinh nghiệm nữa. Thật ra đấy không phải là do anh lề mề mà là do em căn giờ chưa chuẩn đúng không? Sau rồi sau khoảng tầm 2-3 lần thì hẹn nhau 8 giờ thì em biết là 10 giờ mình mới đi, thế là 10 giờ em mới bắt đầu ra khỏi đường. 10 giờ em mới bắt đầu đứng dậy em làm việc của em để chuẩn bị đi. Đến bây giờ vẫn lề mề nghĩ là các cuộc đi đâu, đi đám cưới, đi du lịch các thứ là em đều phải gọi chồng em rất là sớm, đục sớm, sắp xếp luôn cho là anh đi làm thì đi, nhanh lên. Ok, còn Thu Mai thì sao? Em thì thật ra là tính em thì có thể là em lề mề nhưng em lại được cái cẩn thận. Chắc chắn là phải hơn vợ em. Đấy, em chậm nhưng mà chắc. Đấy. Nhưng mà toàn chắc phải đỡ đâu ấy. Ví dụ như là đơn giản em ra khỏi nhà bao giờ cũng là chăn màn hay mọi thứ là nó phải gọn gàng. Chứ em không có thói quen là mình cứ điêu. Mấy lần đi làm xong rồi à, đi làm đúng rồi, không đúng thì bao phân luôn, cho biết. Đi làm thì có thể chăn màn một tí lúc nào vội quá thôi. Chứ còn bình thường nhà cửa em thì em không bao giờ em muốn là em cái đấy gọn gàng. Nó bừa bãi ra là em không chịu được. Chẳng hạn thế. Gì kể cả đi chơi hay mình đi làm cứ ra khỏi nhà là cái nhà của mình nó phải sạch sẽ đã. Lúc nào cũng phải như thế. Tức là lúc nào phải dọn nhà trước. Dọn nhà xong rồi mới đi. Việc gì bao giờ nó cũng là việc nhà mình đầu tiên đã, xong rồi thì muốn làm gì thì làm. Ôi, ông chồng nó phải cực kỳ gương mẫu. Wow, thế là chỉ có điểm đấy thôi à? Không thể nào, không đời nào mà chỉ có riêng một từ mà ôm lại lấy cái bản ôm lại x gì luôn. Màu đỏ, không thể nào luôn. Đấy. Và còn một điều nữa đấy là ham chơi ạ. Em thì đấy, cái nữa cũng là ham chơi. Và thêm một cái nữa đấy là cái lời nói của vợ em ấy nó không được trau chuốt như là trong gia đình của em từ ngày xưa. Cho nên là mình nhiều là mình tức là lời nói, tức là nói kiểu nhà chồng em rất khéo. Hay mắng ví dụ hay giống vợ hay mắng chồng này. Thế là thấy gì nói đấy. Nhà chồng em kiểu mỗi lần nói chuyện ấy
mỗi lần mà cả nhà cháu đi nói chuyện em mới mất thời gian ngồi suy nghĩ. Hồi đầu là về nhà chồng là hơi bị choáng ngợp bởi vì kiểu là phải nói chuyện nghĩ. Kiểu khác, tức là hai bên gia đình nói chuyện kiểu rất khác nhau. Ừ. Đấy, một bên thì nói thẳng nói thật nhưng một bên thì hơi lòng vòng một tí. Văn vở một bên tí. Thì là ngôn ngữ giao tiếp. Vâng, một bên là ngôn ngữ giao tiếp. Ừ. Nhưng bên nhà em là hơi văn vở. Nhiều khi ngồi nói chuyện bị lâu. Vì vợ hay kiểu nói thẳng luôn. Vâng. Thì điều đấy là em thì hơi khó chấp nhận, kiểu tình cảm hơi khó chấp nhận. Và cái đấy thì ví dụ như là với em cũng có một cái tính xấu nữa, em cũng tự nhận luôn đấy là thí dụ như với một người đàn ông khác mà khi người ta gặp vợ mình nói một câu nào đấy hơi khó chịu một tí, người ta có thể gạt qua một bên. Nhưng mà với em thì có thể vì một phần là do em là con một này, em cũng được mẹ em chiều từ bé này, mặc dù không có bố thôi nhưng mẹ em rất là tâm lý với em. Nhau về một cái chuyện đấy. Gì đấy. Và mẹ em bao giờ cũng là người nhường nhịn em để em được nói trước mà bà sẽ là người phân tích sau. Nhưng vợ em thì không như thế, thành ra là nhiều khi là sau khi vợ em cãi lại em hay như nào đấy là em bị bực cả nguyên một ngày dài luôn. Cái đấy là điểm rất là kém chị ạ. Em không làm được một cái việc gì gọi là cho nó vui vẻ được ấy. Từ ngày điểm đấy rất là kém. Cái hiệu quả công việc của em coi như bỏ đi. À, tức là nó sẽ ảnh hưởng đến em rất là nhiều. Lúc đầu bạn ấy bắt ra bảo là bạn ấy hay để bụng mà. Đúng rồi. Đúng không? Đấy là một điểm rất là xấu ấy. Tự nhiên làm cái cả ngày bắt ấy nhiều hôm cũng phải nói. Ai bảo là xấu? Đấy là bản chất của người ta. Không, như thế là một điểm rất xấu. Tự nhiên nó làm cho cả ngày bị mất đi. Mà nó xấu với chính bản thân Tùng Anh. Đúng rồi. Nó sẽ làm cho em nặng nề cả một ngày dài. Đúng. Em đã bảo chồng em thế. Thế đã bao giờ em thử một cái phương pháp nào đó để nó giải tỏa tâm lý chưa? Chồng em á, chồng em thì có bị cái tình ấy. Không có cái gì. Nó chỉ là thói quen thôi. Em nghĩ nó chỉ là cái thói quen từ bé được mẹ. Đúng rồi, chị nghĩ nó không phải là gọi là thói xấu. Nó chỉ là thói quen. Bởi vì cái này thực sự là nếu mà nó là. Nhưng mà cái đấy phải sửa. Không. Không. Thế anh lại sai quan điểm em. Phải sửa vì sao? Ví dụ như một câu chuyện đấy, chồng em thì chuyện to chuyện nhỏ đến như nào, nên đấy phải suy nghĩ cả ngày. Xong rồi đến một lúc nào giải quyết xong rồi vẫn có một sự gọi là suy nghĩ tiếp thì hay là một thời gian sau mới bắt đầu đỡ đi. Thế khi em suy nghĩ như thế thì nó ảnh hưởng đến tâm lý của em không? Tất nhiên là có chị. Em rất ghét được đấy. Nhưng mà thực sự là anh không thể nói khác gì với anh cả. Anh phải hiểu là ví dụ hai vợ chồng chỉ là một câu chuyện buổi sáng ạ. Là có một chuyện gì đấy rất là bé thôi. Câu chuyện đấy sẵn sàng giải quyết một thời đến tối giải quyết được. Hai vợ chồng ngồi giải quyết với nhau. Thì những cái câu chuyện khác trong gia đình ấy, như kiểu càng ngày hôm nay có những diễn biến gì khác thì vẫn phải hoạt động như bình thường, vẫn phải vui vẻ. Không thể nào lúc mà mặt cũng bị xị ra đúng không? Như thế rất là kém. Nhưng mà anh như thế gọi là em chỉ đảm bảo được công việc thôi, còn mặt em thì làm sao em tươi được đúng không? Bởi vì thật ra chị nghĩ là người đàn ông, nhất là người chồng họ muốn vợ hiểu nhưng họ không cần vợ phải cứu rỗi mình lúc đấy đâu. Họ sẽ muốn là vợ hiểu và vợ tự tìm niềm vui cho mình. Còn mình sẽ có cái thời gian riêng của mình để mình tự đào thải cái cảm xúc đấy, và cái lúc nào mà kết thúc mình có thể gọi là sừng sững quay trở lại để có thể che chở và yêu thương vợ như cũ. Nhưng mà cái câu, một cái câu đơn giản, anh có ổn không, em có thể giúp anh được không, em chỉ cần đối với anh chỉ cần một người phụ nữ của mình kiểu thở ra là mình quan tâm là mình đã thấy ổn hơn 50% luôn rồi đấy. Cho nên là cái câu hỏi, cái câu nữa là chẳng lẽ phải hỏi chứ thì cũng không phải là sai. Chứ không phải là yêu của em phải. Em hỏi thôi, em cứ đi. Em hỏi thôi, em cứ đi chơi vì em ham chơi mà đúng không? À, bây giờ CJ rất là muốn là người lắng nghe bây giờ. Những gì mà có lẽ là đã từng nói hoặc là chưa từng nói thì bây giờ đến lúc mà hai vợ chồng chia sẻ với nhau. Nhiều khi vợ đi ra ngoài với anh ấy, vợ có thể vợ nói như thế là mất sĩ diện của anh, nhưng mà vợ không hiểu cái điều đấy là vợ đang làm mất sĩ diện đâu. Vợ hiểu ý anh không? Tức là vợ làm nhưng mà vợ không hiểu đấy, bởi vì vợ là người rất là thật tâm, vợ không hiểu được đấy. Nên có thể cái thời điểm đấy vợ làm anh rất là tức chẳng hạn, nhưng mà về nhà thì anh lại phải nói lại với vợ, phân tích lại cho vợ hiểu. Nhưng nói chung là cũng có tiếp thu. Thôi cứ thế phát huy được, ok. Và sau những phút chia sẻ rất là thật lòng của cặp đôi Tùng Anh và Quỳnh thì chúng ta đã phần nào hiểu được vì sao họ cưới. Và chúng ta sẽ gặp nhau vào chương trình sau. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye. Là bạn Phan Quốc Quân. Em tên là Phan Bá Quang, sinh năm 1995, quê quán Hà Tĩnh. Hiện tại đang sinh sống làm việc tại thành phố Thủ Đức. Thành phố Thủ Đức là mình ở đâu, khu vực nào? 41 Lam Sơn.
Gọi cái cây ra để thu đất. Ừ. Rồi. Tiếp tục. Bây giờ em đang làm nhân viên sửa chữa xe, làm tư nhân. Ừ. Là tiệm sửa chữa xe là ngay cái chỗ mà em mới vừa đọc địa chỉ đó, hả? Dạ. Ừ. Rồi. Thu nhập mình ổn không Quang? Thu nhập em còn ổn. Khoảng bao nhiêu? Mình cứ cụ thể đi em. Mình cứ ở đây là cái buổi này thì em cứ chủ động em chia sẻ ha. Lương thu nhập em bình quân một tháng là 10 triệu. Ừ. Rồi điểm mạnh điểm yếu của mình, tình trường của mình là gì, mình cứ chia sẻ ha. Điểm mạnh của em là thích nấu ăn vì vui vẻ hòa đồng. Điểm yếu thì nhút nhát, ít nói chuyện. Tình trường thì em chưa trải qua mối tình nào cả. Chưa có để ý ai, chưa có rung động ai luôn hả? Đúng rồi, tính chất là do công việc làm thời gian ít khi đi chơi đâu nên mình toàn dành thời gian làm thì không để ý đến ai cả. Ừ. Rồi. Thường là em làm từ khung giờ nào tới khung giờ nào mà em nói em không có thời gian? Em thì thường làm 7 giờ sáng đến 8 giờ tối. Rồi từ 8 giờ tối đến lúc đi ngủ là ở nhà luôn, không đi đâu hả? Ăn uống xong về phòng nằm bấm điện thoại thì đi ngủ. Rồi ai đăng ký cho em tham gia chương trình này? Em đăng ký. Tại sao em đăng ký? Bởi vì mình giờ cũng thấy cảm giác nó cũng nhiều buồn cho mình, cũng muốn có người đồng hành. Mà trước giờ em có từng thích ai chưa? Hồi xưa đi học thì cũng khó thích, mà sau này tính chất ngồi nghiệp một nơi thôi. Em vào trong thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Em vào trong này được 15 năm hả? 15 năm hả? Dạ. Là vào từ lúc 12 tuổi đến bây giờ đó hả? Dạ. Vào đấy đó là lúc mình vào đây với ai? Em vào một mình, em hồi đó em vào đây đi lập nghiệp đi làm. 12 tuổi thì vào đây ai nhận em làm? Nói chung có người quen trong này thì xin chưa học nghề sửa chữa xe tới giờ. À, là đi học nghề từ năm 12 tuổi. Dạ. Là bây giờ là em đang làm, là em đi làm thợ cho người ta hay là của em? Em đi làm thuê cho người ta thôi. Làm thuê cho người ta. Có ý định tương lai là sắp tới là mở tiệm của mình không? Dạ, em đang có ý định sắp tới mở tiệm. Có nhiều vốn chưa? Vốn được chơi nhiều gì. Được khoảng bao nhiêu rồi? Tầm thì 100-200 gì. Tầm 100-200 rồi. Là tiền đấy là đang tiết kiệm, là em đứng tên hay là chuyển về cho bố mẹ giữ dùm rồi? Em của em. Còn bố mẹ thì tháng thì cần gì thì em cung cấp về thôi. Và bố mẹ vẫn đang ở Hà Tĩnh? Dạ. Rồi em có anh chị em gì không? Dạ có. Bao nhiêu anh chị em? Dạ, ba, sau ba em nữa. Sau còn ba em nữa? Dạ. Ba em trai em gái em? À, hai gái một trai. Là em là con đầu. Dạ. Rồi, thế bây giờ bận rộn như thế đi làm từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối để tạo cái thói quen là ăn xong rồi lên giường nằm lướt điện thoại như thế, thì bây giờ có bạn gái rồi sao? Có bạn gái thì nó đổi lịch thời gian khá xuyên gì. Là có thời gian để dành cho bạn gái đúng không? Dạ. Trước giờ có ai giới thiệu bạn gái cho em không? Trước cũng có qua mối quen người mà người ta không ưng mình thôi. Mình có thổ lộ với người ta không mà biết người ta không ưng mình? Nói chung là mình nhìn người ta biết là người ta không ưng mình rồi thôi. Mình nhìn thôi là mình đã biết rồi. Dạ. Người ta làm sao mà người ta không ưng mình, kể nghe coi những cái hành động nào. Thì người ta cứ đánh né mình rồi nữa này. Vậy nên em không. Nói chung thích một người mà ta cứ tránh né thôi là không tiến tới được luôn. Dạ đúng rồi. Rồi dạo này sao, có để ý ai nữa không? Dạ không, thì chết do công việc thôi, để làm thì làm đi, lần này đăng ký nhờ chương trình thôi chứ
đăng ký nhận chương trình thì mình cũng phải là mạnh dạn vui vẻ lên ha, mình cũng phải hả dành nhiều thời gian cho bạn gái. Chứ mà cứ về mình cứ làm xong rồi cứ ngã lăn ra chơi điện thoại xong rồi ngủ luôn rồi bạn gái thời gian đâu mà tìm cho bạn gái. Lúc đó tụi chị bị mán vốn nữa. Mình có bạn gái thì mình thời gian nó bị khá hơn còn những bạn. Đâu? Em cho chị một khoảng thời gian nào mà em hẹn với bạn gái ơi. Thì thế dù mình làm đó thì giống như 6 khoảng 6 giờ 6 rưỡi mình về rồi tắm rồi bạn gái đi chơi thôi. Ừ. Mình dành thời gian ngoài còn nếu mà trước đây thì giống như mình không có bạn gái đồ thì mình dành thời gian làm còn về có bạn gái thì mình đến giờ khoảng 6 rưỡi mình về mình tắm rửa xong đưa bạn gái đi ăn đi chơi. Ừ. Rồi, em có tài lẻ gì không? Hát hò này kia biết không? Dạ, em không. Không có tài lẻ gì luôn, chơi thể thao này kia cũng không biết luôn. Không có tài lẻ gì hết hả? Dạ. Chỉ có đồ nấu ăn đồ thôi. Ừ, nấu ăn thì nấu được cái gì? Món gì em nhìn qua người ta là làm sao em bắt lại là em nấu được. Ừ. Rồi, mẫu người của em mong muốn là gì? Ngoài những chề nhìn dễ nhìn, chị thấy trong đây em ghi đẹp nè. Đẹp là đẹp làm sao, dễ nhìn là dễ nhìn sao, mình mô tả chi tiết giùm chị ha. Nói chung là ngoài chề nhìn là được thì nó... Tại vì dễ nhìn của em nó khác với dễ nhìn của chị hoặc là dễ nhìn của bạn quay phim hay là mấy anh ở đây. Mình phải cho một cái cụ thể cái chi tiết. Rồi cao, mép máy, da trắng, da đen, mặt mũi làm sao, tóc dài, tóc ngắn hay cái gì đó. Ừ. Công việc này kia chứ không phải là dễ nhìn là được ha. Rồi người gái thì cao tầm 1.5 m. Ừ. Tầm 1.5 m là đổ lên thì nói chung là người vừa thôi hả? Không thích mập hả? Nói chung vừa thôi chứ đừng mập quá. Ừ. Thì nói chung là công việc thì cũng được, mình về mình có công việc tương lai thì sau này thì nếu mà không làm công ty đồ thì làm công việc ngoài thì về để mọi người cùng làm. Ừ, mà không có cần bạn gái có công việc luôn, về em mở tiệm sửa xe rồi bạn cùng làm với em thôi. Dạ. Ừ, về làm chủ luôn đúng không? Dạ. Ừ. Rồi có năng khiếu tài lại gì không Quang? Em á? Không có gì luôn. Không có gì luôn hả? Rồi tuổi tác bạn gái, quê quán bạn gái thì sao? Nói chung tuổi tác bạn gái thì tầm sinh năm 93 đầu xuống 2000. Ừ. Nói chung quê quán thì nói chung người miền Trung được. Ưu tiên người miền Trung, rồi dạ. Còn miền nào nữa không? Nói chung ưu tiên miền Trung thôi. Chỉ là trong khu vực miền Trung thôi? Dạ, như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Ừ, rồi những miền khác là không được luôn? Dạ, miền khác nó xa quá. Em đang ở Sài Gòn, bạn nữ đang ở miền Trung, rồi sao em quen bạn đó, em về quải hả? Nói chung quê quán bạn đó thì miền Trung, nên nếu mà quen biết thì quen biết trong Sài Gòn này thì nhưng người bạn gái đó quê cùng mình thì sau này đi lại nó dễ, bất dễ tiền. Em có trong cái hẳn mấy cái hội mấy cái người tìm người yêu miền Trung đồ không? Về thanh. Vô mấy cái hội đó mà tìm bạn gái thêm nha. Ok, chị ghi nhận ở đây. Chỉ là quê miền Trung thôi. Rồi còn gì nữa không? Hết rồi hả? Không biết hát hò, không biết thể thao luôn, không biết gì hết hả? Rồi sao chị dớt em vô vòng trong đây? À thôi em hát dở lắm. Hát dở lắm hả? Chị đây chị đâu phải của thi ca hát đâu. Chủ yếu là em, chị đang muốn là nhìn thấy em sự mạnh dạn nói chuyện với trước với chị thôi. Chứ chị không có yêu cầu em hát hay. Vậy sao? Ok không? Được không? Em hát thì đồ không thuộc lời đâu. Ừ. Yeah. Rồi, em còn cái gì muốn nói với tụi chị nữa không? Yeah. Ừ, ok. Cảm ơn em. Rồi em mời tiếp theo là ai vậy em? Dạ, anh Khoa. Ờ, ok. Dạ, em mời anh Khoa. Dạ. Mình cứ cầm cái giới thiệu đôi nét về bản thân mình này, em tên gì? Là em tên Hoàng Văn Phượng. Hoàng Văn Phượng.
Phượng hả? Phượng công Phượng á hả? À. Rồi. Phượng sinh năm mấy em? Sinh năm 1995 thì. Phượng 1995. Rồi, Phượng quê ở đâu, đang làm công việc gì? Em đang làm hiện tại xưởng sản xuất của em là đang làm quận 12. Là có xưởng sản xuất riêng hả? Dạ. À. Em sản xuất về bên ví da bò. Túi da bò hả? Dạ. Túi ví này. Ừ. Da thật không? Da thật. Da thật hả? Vậy thì mắc lắm đúng không? Dạ. Khoảng bao nhiêu tiền một cái? À, nếu mà bò sỉ rồi em làm đi số lượng đó thì, à, thì nếu mà bò sỉ thì túi thì cái 200 mấy phần trăm. Ừ. Còn ví thì cái 100 mấy. Dạ anh ơi, anh ngồi thẳng người lên cho nó đẹp hình nha. Dạ rồi, anh cảm ơn anh nhiều. Em là quê ở đâu Phượng? À, quê ở Quảng Bình chị. Ừ, quê Quảng Bình. Vào đây lâu chưa? Dạ, em vào đây từ hồi 12 tuổi. Ừ. Vào với ai, gia đình hả? Không, trước đây em 12 tuổi em đi vào đây em làm thuê. Sau này em làm, em học được nghề rồi sau này em tự mở xưởng ra. Mở xưởng được bao lâu rồi? Em mở xưởng 8 năm rồi. Ồ, giỏi quá vậy. Năm nay em mới 28 tuổi hả? À đó, năm 95 đúng rồi, 27, 28 là mở được 8 năm rồi. Thu nhập bây giờ một tháng ổn không? Phượng thấy đeo đồng hồ vàng với thứ này là thất ổn lắm đúng không? Dạ, thu nhập thì nói chung là ổn định. Ổn định khoảng bao nhiêu? Tháng thì bình thường thì có tháng thì 20-20. Ừ. Có nhà ở quận 12 chưa? Dạ chưa, thì đang cố gắng. Ừ. Tại vì làm cái nghề ví da bò thì đầu cái vốn đầu tư nó cao. Ừ. Nên là đang để vốn để đầu tư những lô hàng lớn hơn. Ừ. Em có bao nhiêu nhân viên? Em thì hiện tại mà trong xưởng thì em 5-6 người ạ. Ừ. Tất cả hàng em nhận hàng số lượng thì em đưa hết cho gia công. Khoản ý là em về em cho lính em cắt dập xong rồi em đưa cho gia công hàng. Ừ. May hàng cho em. Em có trực tiếp làm không? Dạ. Em có trực tiếp làm không? Dạ, em trực tiếp quản lý tất cả. Nhưng mà có trực tiếp làm tham gia vào các khâu không? Hay là có, bây giờ chỉ quản lý thôi? Em cũng trực tiếp tham gia vào các khâu. À. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm yếu của em à? Điểm yếu của em thì em nói chung là... Trong này thấy ghi là hay bị nổi nóng khi mà căng thẳng này. Dạ. Nóng với ai? Nóng với nhân viên hả? Dạ, hay bị cáu nhân viên với là người kia. Nhiều khi là công việc đang căng thẳng kia là hay cáu. Đang căng thẳng mà ai chọc là cáu hả? Dạ. Rồi. Điểm mạnh của em là gì? Hát hò gì được không? Văn nghệ gì được không? Dạ, hát hò được thì... Ừ, hát thử một đoạn xem nào. Hát thử chị nghe đoạn xem nào. Bài gì cũng được, bài tổ đi. Có thấy ghi là đã từng kết hôn mà chưa đăng ký kết hôn này, tức là có làm đám cưới về sống chung với nhau. Dạ. Nhưng mà không có ra phường. Không có, chưa kiểu tại vì bé đó chưa đủ tuổi. Trước đây là bé đó chưa đủ tuổi. Ừ, chưa đủ tuổi đâu sống chung với người ta, rồi người ta đi kiện đâu rồi sao không? Không, hai gia đình đồng ý. Thì hai gia đình đồng ý nhưng mà bây giờ là về mặt pháp luật là em sai rồi đó. Dạ, hiện tại là em vẫn cung cấp cho con. Có con không? Có một bé. Rồi. 4 tuổi rồi. Năm đó em bao nhiêu tuổi, bạn bao nhiêu tuổi? Đó là em 22 tuổi. Em 22, còn bạn kia bao nhiêu? Bạn kia 17 tuổi. Ừ.
bây giờ bạn đó mới có 21 tuổi thôi. À đâu, 22 rồi chứ. Rồi sao mà không, rồi được mấy năm, sống chung với nhau được mấy năm thì ly hôn? Được 2 năm nhỉ. Sao ly hôn? Ý là bạn nói em cũng biết lý do luôn, tại vì bé con là đi về ngoại luôn, chứ em cũng về một tháng là đi lấy chồng luôn, chứ em cũng biết lý do tại sao luôn. Là bé con về ngoại rồi đi lấy chồng? Dạ. Là không cần em chu cấp gì hết? Có chứ, hiện tại là em vẫn chu cấp cho con em đi lấy chồng rồi, em vẫn chu cấp cho con em là một tháng là 4 triệu. Con trai hay con gái nhỉ? Con gái. Con gái hả? Dạ. Là đang ở ngoài quê luôn? Ở ngoài, nhà ngoại. Nhà ngoại quê ở đâu em? Ở Bắc Giang nhỉ. Nhà bạn nó lấy chồng rồi? Dạ. Rồi sau khi đi vô mối tình đó anh có quen ai không? Sau đó em ở vậy 1 năm rưỡi thì sau đó em có quen một người. Cũng được gần năm, hơn 2 năm. Nhưng mà thấy hai gia đình không phù hợp á. Thì sau đó là đồng ý là giải thoát cho nhau một người đi một đường. Chỉ vì hai gia đình không đồng ý thôi hả? Hay sao? Hai gia đình không đồng ý, với hai tính cách nó khác nhau. Lý do hai gia đình không đồng ý là gì em? Là tuổi tác này kia. Tuổi tác là sao? Không hợp tuổi hay là bạn ấy lớn tuổi hơn em hay như thế nào? Lớn tuổi hơn. Lớn hơn nhiều tuổi không? Lớn hơn 10 tuổi. Ồ. Nên là hai gia đình không cho. Là cũng từng đổ vỡ giống em hả? Dạ. Vậy là em cũng nghe lời mẹ luôn, gia đình luôn. Dạ không, nghĩ là em cũng khuyên nhưng mà bé đó thì là nghe lời gia đình này bỏ em đi. Bạn kia lại bỏ em đi? Dạ. Rồi bạn gái đã lấy chồng chưa? Dạ em cũng chưa chị. Em còn giữ liên lạc với bạn đó không? Dạ. Em còn giữ liên lạc với bạn ấy không? Dạ có những tin hỏi nào. Chị thấy một cô gái ngồi dưới kia có phải người thân của em đi chung với em không? Dạ, đó là người mà chị làm ở trong xưởng luôn. Vậy hả? Chị làm trong xưởng luôn? Là dẫn đi khỏi không biết đường hả? Dạ. Dẫn đi khỏi không biết đường hả? Không, nghĩ là chị em mời đi chung với nhau cho nó vui. Chị có gia đình chưa? Có bồ chưa? Có rồi. Rồi, thế bây giờ em muốn tìm mẫu bạn gái như thế nào? Em thì nói chung là một người biết hiểu chuyện nhiều công việc, thế là được rồi chứ không cần ngoại hình nào. Không mập lắm, em còn ốm ốm tí. Em thì hơi ốm đúng không? Dạ, em thì ốm. Mất 68 mà có 50kg là quá ốm luôn đúng không? Dạ. Rồi, tuổi tác giờ có quan trọng không? Dạ, thì bây giờ tuổi tác thì nói chung là ngang tuổi cũng được. Lớn tuổi hơn được không? Lớn tuổi hơn 2-3 tuổi thôi, nhưng mà lớn tuổi quá thì lớn quá gia đình trợ lên phản đối đúng không? Rồi lập gia đình là ly hôn có con thì được không? Dạ. Bạn ấy đã từng ly hôn và đang nuôi con được không? Dạ được. Có điểm gì em không thích bạn ở bạn gái không? Điểm mà nếu mà cứ công việc của em hay đi ra ngoài gặp khách này kia thì em không thích là về là game tour này kia. Nói chung là công việc là phải đi này kia chứ không ở nhà biết được với vợ với con. Em chỉ cần một người hiểu được công việc của em là phải đi này đi kia, đi hết tỉnh này qua tỉnh khác vậy là. Thôi tức là không game, không kiểm soát đúng không? Đúng rồi. Ok. Nói chung kiểm soát điện thoại cũng được, em cho kiểm nhưng mà nói chung là đi đừng có game. Ok, rồi cảm ơn Phương nhiều ha, có gì chương trình sẽ liên hệ lại với em nha. Dạ. Cảm ơn em.